Sư cho con hỏi cách tu để có được thần thông. Sư đã có dạy ở trong lớp Thanh Tịnh Đạo phần thắng trí và thần thông. Cho nên là quý vị muốn biết cụ thể thì quý vị có thể học Thanh Tịnh Đạo ha. Còn nếu nói một cách ngắn gọn thì việc đầu tiên là chúng ta phải thuần thục tới tứ thiền, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi đến các tầng thiền, rồi thuần thục các đề mục thiền, biết rõ sự chuẩn bị cần thiết. Nhưng mà trước mắt thì quý vị thực hành thiền giùm sư ha, thực hành thiền chỉ đi, rồi từ từ thì mình mới tính tới chuyện đó.